Rồi hai đứa đi lại kêu kêu cả ăn cơm đi. Chưa để kéo nó dài cho tí cho nó vô trong lên tài. Rồi hai đứa bỏ dép ra. Rồi quỳ xuống đúng rồi. Rồi kêu ba cơm. Ăn đồ vô trong đó đi. Chưa để không thầy cũng để quế đồ nha. Dạ con đứng lên đây. Kêu cản ra dạy cơm. Đúng rồi. Kêu lớn lên ba dạy cơm. Uống luôn rồi. Quỳ luôn để thầy các bạn. Đúng rồi, trong trai còn chứa, đúng rồi, trong trai còn chứa.